Feng Feng xin kính chào các bác. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feng. Có rất là nhiều các bác trong thời gian khoảng một tuần vừa qua, các bác có nhắn tin, gọi điện hỏi thăm là không biết là Feng làm sao. Feng không thấy có đi bản, không có đăng video, quay video chia sẻ với mọi người. Thì mấy hôm trước thì Feng sức khỏe là bị Covid các bác. Feng là từ ngày xuất hiện Covid đại dịch đến bây giờ thì Feng mới bị. Qua những lần trước thì Feng không bị. Đợt này thì lại bị. Feng bị cũng được khoảng tầm 4-5 ngày rồi. Đó là lý do tại sao mà Feng không có video đăng trên nền tảng YouTube chia sẻ với các bác về các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trên vùng cao Hà Giang. Thì qua đây thì Feng làm cái video ngắn, Feng đi chơi quanh thành phố, quay video chia sẻ với các bác. Bởi vì cái quỹ thời gian của Feng ban ngày là Feng đọc báo này, xem phim này, rồi đọc các tư liệu khác nữa, cả ngày ở trong nhà nhốt mình ở trong phòng rất là chán. Ngày buổi chiều thì Feng lấy xe để đi quanh thành phố. Feng đi xe ô tô nên là Feng một là không bị dính gió, thứ hai là Feng không có tiếp xúc với ai cả, một mình Feng trong cái xe thôi. Những cái hôm đầu, hai hôm đầu tiên thì Feng bị sốt rất là cao, bị sốt trong một khoảng 2 tiếng 3 tiếng chẳng hạn. Buổi sáng thì lúc đầu là sốt rét, người rét run cầm cập, xong lại chuyển sang nóng bừng lên. Đấy, sang sốt rất là khó chịu hai ngày hôm đầu, chuyển sang ngày thứ ba thứ tư thì sức khỏe của Feng ổn định hơn, là không bị sốt rét, cũng không bị sốt nữa. Đấy, nhưng mà chuyển sang ho các bác ạ, ho sụ sụ. Thì ngày thứ đến nay thứ ba thứ tư thì sức khỏe ổn định hơn rồi, nó không bị sốt nữa, không bị ho nhiều nữa. Thì bây giờ Feng mới có thể đi lấy xe đi chơi buổi chiều cho đỡ chán. Thực ra là Feng định tìm những cái bãi đất trống không có ai, có một mình thì mình chơi đấy, nhưng mà sợ gió nên là Feng không, Feng lấy xe để đi quanh thành phố. Đấy, với cả hôm nay cũng có rất là nhiều các bác nhắn tin hỏi Feng là Feng ơi tại sao còn một tuần rồi, gần một tuần rồi con không có video gì cả. Mọi người rất là sốt ruột. Đấy, đến các công việc hiện tại của con thì Feng cũng không trả lời hết được các bác. Feng qua đây cảm ơn các bác rất là nhiều đã quan tâm đến sức khỏe của Feng. Thì mấy hôm trước là Feng có nhận được tiền hiện tại mới này, con đường hạnh phúc. Sau khi thanh toán về thì Feng nhận được một chút tin vui, đó là có một bác tên Nan, bác ở Đức, bác ấy gửi 7 triệu sang giúp làm đường. Thì 1 triệu bác ấy bảo cho Feng Feng đổ xăng đi lại, đấy là số tiền. Và trước đó thì Feng có nhận được cái tiền thanh toán làm đường thừa thì cũng còn một ít nữa thôi là hết rồi. Thì sau này thì mấy hôm nữa thì Feng khỏe thì Feng lại tiếp tục đến với con đường hạnh phúc, tiếp tục đồng hành để giúp bà con làm con đường đấy. Và một bác nữa, bác cái tên Feng nhớ không nhầm là bác cái tên là Nan, một bác ở Hà Lam, bác ấy gửi tiền giúp cho bà ăn sắn ở trên đán dầu. Đấy, bác ấy gửi một triệu giúp cho bà ăn sắn ở trên đán dầu này. Đấy, trước đó bác gửi 1 triệu làm đường này, và bác gửi thêm là 1 triệu nữa để giúp cho ông ngài. Đấy, do là Feng là đang mấy hôm trước là Feng lúc chưa bị Covid thì Feng định lên thì bạn ước bạn ấy tới. Bạn ấy tới thì lúc đấy thì Feng cũng không tới nữa, bởi vì cũng mang đồ ăn lên cho ông ngài rồi. Feng để cái thời gian ví dụ như kiểu ước vừa lên thì khoảng một tuần sau thì Feng tới, hoặc là lâu hơn nữa, chia đều ra, không đến lúc mang nhiều đến xong là lúc lại không có gì. Đó là số tiền của bác ở Hà Lam. Đó thì bác xem được video là Feng đang bị ốm nhưng mà bác cũng thông cảm. Đấy, tiếp tục là một bác ở nước ngoài nữa. Đấy, có gửi về Việt Nam là số tiền là 6 triệu. Đấy, giúp cho nhà em sinh bị suy dinh dưỡng các bác ạ. Em sinh bị suy dinh dưỡng mà lấy vợ bị hỏng một mắt đấy. Em đấy là một trong những hoàn cảnh cũng vô cùng đặc biệt, bởi vì từ nhỏ là sức khỏe
do điều kiện gia đình là không có, nên là em ấy thiếu chất, thiếu suy dinh dưỡng. À, em ấy người gầy cong keo thôi đó. Và em bác ấy gửi cho 5 triệu, nhưng mà do là Phen chưa có, đang có dịch, Phen bị dịch Covid nên là Phen không tới được. Đấy, và còn rất là nhiều các công trình ở trên bản Phen đang làm nhưng mà chưa tới được các bác ạ, như nhà chị máy. À, Phen cũng đang có dự định xuống nhưng mà do là bị dịch là Phen cũng không xuống được. Sau dịch Phen cũng sớm xuống nhà chị máy xem là tình hình xây dựng như nào. Nhưng mà dưới nhà chị máy đấy, đội thợ xây dưới đấy thì họ xây rất là cẩn thận, kỹ lưỡng, bởi vì cộng đồng là người toàn là người giao các bác. Đấy, với cả em rể xây giúp. Đấy, Phen chỉ xuống quản lý xem là tiến độ xây dựng này, vật liệu này, rồi anh em xây có đúng với cả kỹ thuật hay không. Đấy, cái ngôi nhà chị máy thì cũng phải xuống để cập nhật tiến độ xây dựng xem là nó tới đâu rồi. Đấy, xây như nào rồi thì để chia sẻ với các bác. Ngày mấy hôm nữa thì Phen xuống. Và tiếp tục là nhà bạn Lành nữa. Lành hai lần mồ côi, được cô chú Hùng Mai này gửi tiền này. Đấy, tiếp đó là cô Hoàng Kim Cúc này, chị Trinh, chị Tuyết này. Đấy là cái số tiền mà giúp được 80-90 triệu để làm nhà bạn Lành lầu cánh đấy. Thì Phen có Phen nghĩ, theo Phen nghĩ là cái số nhà, số tiền mà Phen giúp như thế thì chưa chắc nó đã đủ được, nhưng mà Phen sẽ cập nhật từ từ. Và nhà bạn Lành thì sẽ xây nhanh hơn nhà chị máy, bởi vì hôm trước Phen vào là nhà chị máy mới xây được mới được cái móng, với cả đang ghép cốt pha đấy, bằng sắt để đổ cột khung cứng lên. Đấy, còn đâu nhà bạn Lành thì đã xây đến qua cửa rồi, bây giờ chắc là đang thú lóc, có khi sắp chát, sắp xong rồi. Đội thợ xây ở trong đấy thì anh em làm nhiều rồi, cũng nhanh nữa, làm thông chưa nhanh hơn. Đấy là cái nhà bạn Lành. Và Phen cũng nhận được tin cực kỳ vui các bác ạ. Chưa, từ trước đến giờ chưa từng thấy. Đó là cô chú Hùng Mai ở bên Mỹ đấy gửi tiền cho Phen. Là lần trước là gửi đầu tiên là 24 triệu. Đấy, sau đó là gửi về 72 triệu nữa. 72 triệu đấy giúp cho nhà em sinh bị liệt chân trâu là 4 triệu 7 mua điện thoại đó. Đấy, và em dâu xính bắt ong 4 triệu nữa là 8 triệu mấy. Thì tổng là còn lại là 6 triệu 3. Đấy, 6 triệu 3. Và bác Hùng Mai vừa nãy cũng hôm nọ mới gửi thêm 72 triệu nữa, tổng là 135 triệu. Là số tiền là bây giờ Phen vẫn cầm ở đó. Và cô bác Hùng Mai là cũng nói là bây giờ cứ giữ ở đấy đi, xong là bác sẽ giúp như nào thì bác sẽ nói cho Phen sau. Trân trọng là cảm ơn bác Hùng Mai. Đấy là cái số tiền mà Phen đang còn ở đó. Và Phen còn một cái việc nữa, đó là nhà ba cháu bé mồ côi cha mẹ đó. Bây giờ thì cũng không biết phải nói như nào, nhưng mà trước đó thì các cháu thì mồ côi mẹ thôi, mẹ bỏ đi từ nhỏ. Đấy, bây giờ thì bố bị bệnh gan rồi mới mất. Là bây giờ hiện tại là tình trạng là ba cháu là rất là tâm lý thì hoang mang. Đấy, không cha không mẹ, bây giờ là không còn nhỏ nữa, không biết làm kinh tế, không biết gì hết. Đó, nên là Phen sẽ phải tập trung quan tâm hơn nữa cháu bé mồ côi đấy, ba bé cháu bé mồ côi đấy. Thì nhà đấy thì Phen vẫn chưa thanh toán, Phen chỉ thanh toán tiền vật liệu xây dựng này, thanh toán tiền công thợ xây này, còn tiền cửa là chưa thanh toán này, tiền mua chạn bát, mua giường là Phen chưa thanh toán này, và tiền làm ao nữa Phen chưa thanh toán. Mấy hôm nữa thì Phen sẽ vào để thanh toán. Cái lúc mà trước làm cái ao ấy thì chị Trinh, chị Tuyết thì có gửi thêm sang 23 triệu cho Phen. Phen bảo là bây giờ giúp làm cho các cháu cái ao. Phen đã cho người làm rồi,
cái ao đấy không phải là đợt trước có bác đánh nhắn tin bảo là xây tường 5 thì không phải nhá, xây tường 10 có bổ trụ và có chèn chân chèn đất rồi, bạn bè hình như có thả cá vào đấy rồi đó. Đấy là những cái công trình mà Phan còn đang dang dở và cũng có rất là nhiều các ấp ủ, rất là nhiều các dự định đấy. Và bản chất của Phan là mong muốn là đi vào bản sâu bản xa nữa, đi vào nhiều hơn nữa, nhưng mà bị dịch Covid là Phan không đi được, nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân của Phan và tránh cái việc lây lan ra cộng đồng. Vẫn biết là dịch Covid ở bây giờ ngoài cộng đồng người ta cũng không cách ly nữa, không truy xuất nguồn gốc nữa, nên là nhưng mà mình vẫn phải đảm bảo đấy, cho mình, cho mọi người. Phan là cũng chưa đi được, nay thì Phan làm video này thông báo với các bác là như thế, rất mong là các bác đợi chờ Phan trong vòng chục ngày nữa, à đâu cũng không đến đâu, 4-5 ngày thôi, sức khỏe đảm bảo với Phan sẽ tiếp tục lên đường hành trình đấy, trên con đường thiện nguyện của mình. Cũng rất là mong các bác là quan tâm đến bà con vùng cao, yêu thích Phan Phan thì các bác đồng hành cùng Phan trong thời gian tới. Qua thời gian Phan nằm ở nhà cũng không đi làm được gì, Phan có suy nghĩ rất là nhiều đấy, làm sao mình sẽ làm, phải làm tốt hơn đấy, phải làm cố gắng hơn nữa, đi vào nhiều vùng sâu vùng xa nữa để chia sẻ đến các bác những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm biết đến những hoàn cảnh khó khăn thật sự như thế, để đồng hành, để chia sẻ giúp cho bà con vùng cao là bớt đi khó khăn. Cũng rất là vui năm vừa rồi là Phan cũng năm 2022 đó, Phan cũng làm được rất là nhiều những ngôi nhà tình nghĩa tình thương, đánh dấu là sự tin tưởng của các bác đến với kênh, đến với Phan Phan rất là nhiều. Đó là Phan đầu tiên là làm nhà em Tủa này đấy, sau đó em Tủa là cô Tuyền, bạn cô Hoàng Kim Cúc này, cô Hoàng Kim Cúc này và tất cả các khán giả nữa là giúp nhà đó, có chú HL nữa, là nhà em Tủa là một này, sau đó là nhà em nhà ba à năm cháu bé đấy, năm cháu bé là thứ hai này, thứ ba là nhà của em Chính Tùng là thứ ba này, thứ tư em Chính Tùng là em 20 tuổi lấy vợ 27 tuổi đấy, thứ tư là nhà của chị Mỹ này, chị Mỹ, thứ năm là nhà của Lẩu Kính này đấy, thứ sáu là nhà của ba cháu bé đấy, thứ bảy là nhà của chị Máy Mù đấy, bảy nhà và một số các công trình khác như làm đường nữa, con đường hạnh phúc đấy. Đến thời điểm hiện tại thật sự với các bác là Phan đang suy nghĩ rất là nhiều đến con đường hạnh phúc, bởi vì con đường hạnh phúc là làm được ba phần thì làm được hai phần rồi, hay còn một phần nữa thì chưa làm được đấy. Cũng kính mong các bác là chung tay giúp cho bà con vùng cao được thông tuyến hết con đường đó, Phan sẽ tới và sẽ ghi nhận là những gì các bác đã những các bác nào đã chia sẻ, các bác nào đã giúp đỡ thì Phan sẽ ghi nhận lại đấy. Trân trọng cảm ơn các bác đấy, cảm ơn tất cả các quý khán giả, các mạnh thường quân trong và ngoài nước đấy, người Việt Nam, Việt Kiều, Kiều bào người Việt Nam ở nước ngoài, kính gửi đến các bác thật nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống, để các bác có thể đồng hành cùng với bà con vùng cao. Video này của Phan là đến đây cũng là kết thúc, cũng chỉ là một cái video để thông báo với các bác là tại sao là Phan lâu rồi Phan không ra video, và Phan bị làm sao hay như thế nào đấy, báo cho các bác biết. Thì cũng xin gửi lời chào trân trọng đến mama tổng quản của Phan Phan. Đấy, người là người mẹ của Phan đấy, đã thường xuyên là theo dõi hành trình của Phan, cũng đang rất là tò mò về sức khỏe của Phan, là không biết là con trai mình thế nào đấy. Phan có xin được chào các bác, hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo. Phan xin chào.